Thưa quý vị, trong một nỗ lực nhằm để mạnh tăng trưởng mạng video, hồi cuối tháng 9 thì Facebook đã cập nhật tính năng tự động phát video trên trang chủ. Tuy nhiên, đối với một số người dùng thì tính năng này không mấy dễ chịu và có nguy cơ đốt tiền rất cao nếu chúng ta truy cập Internet bằng mạng 3G. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dùng, phần thủ thuật ngày hôm nay sẽ hướng dẫn quý vị cách vô hiệu hóa tính năng này. Từ cuối tháng qua thì hẳn không ít người sử dụng Facebook đã không khỏi bất ngờ khi mà những video mà mình lướt qua trên trang chủ của Newfit tự động được phát đây là một tính năng không mới trên ứng dụng Instagram và Facebook thì trên di động nhưng gần đây lại được Facebook bật mở kích hoạt trở lại cho tài khoản của người dùng đồng thời đưa tính năng lên phiên bản của web tuy nhiên với không ít người thì đây được xem là tính năng phiền toái dù những video tự động phát sẽ không hề có âm thanh quan trọng hơn là tính năng đầy nhiệt tình này của Facebook lại làm chậm tốc độ truy cập mạng và làm hao tốn dung lượng nhất là khi mà chúng ta đang truy cập internet bằng 3G quý vị à Điều này là có thật vì gần đây thì trang web tư vấn của moneysavingexpress.com còn thông báo là đã nhận được khiếu nại từ nhiều người dùng có hóa đơn dữ liệu vượt quá giới hạn hàng tháng của chính họ. Do đó nếu những ai không có nhu cầu xem video phát tự động trên trang chủ thì tôi xin hướng dẫn một cách thức đơn giản để tắt chúng đi trên cả nền tảng web lẫn di động. Đầu tiên với các thiết bị chạy iOS trong ứng dụng Facebook, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở thanh bar dưới cùng của giao diện quý vị kéo xuống phần cài đặt và chọn mục là cài đặt tài khoản trong cài đặt tài khoản chúng ta hãy chọn mục video và ảnh trong phần tự động phát ta chọn là không bao giờ tự động phát video như vậy là hoàn tất cách làm trên thiết bị android cũng không khác nhiều lắm đầu tiên chúng ta hãy click vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên phải của giao diện facebook và kéo xuống phần trợ giúp và cài đặt để chọn là cài đặt ứng dụng trong cài đặt ứng dụng sẽ có mục là video phát tự động quý vị hãy nhấn vào mục này và chọn là tắt Sáng đây thì xin được nói thêm một chút đó là nhiều người dùng thắc mắc rằng tại sao tính năng tự động phát video trên trang chủ lại không có hiệu lực trên các điện thoại hay điều hành Windows Phone. Lý do đơn giản thôi, ứng dụng Facebook trên iOS và Android là do chính Facebook phát hành và cập nhật. Trong khi đó, ứng dụng Facebook trên Windows Phone lại do Microsoft phát triển nên không có tính năng này và không cần tìm cách tắt quý vị nha. Trở lại với việc tắt tính năng tự động phát video trên web, tôi xin được lướt qua cách thức như sau. Trên giao diện Facebook thì quý vị hãy nhấn vào biểu tượng hình tam giác ngược phía trên bên phải màn hình và chọn là cài đặt. Trong thanh tùy chọn bên trái chúng ta chọn mục là video. Ở dòng video tự động phát, nếu đang đặt ở chế độ mặc định thì quý vị chọn là tắt. Hy vọng là với cách thức đơn giản này thì quý vị sẽ có thể an tâm lướt Facebook mà không sợ mất tiền oan vì những đoạn video clip chúng ta không mong muốn. Còn bây giờ thì như thường lệ, mọi ký đóng góp hãy tiếp tục gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ cứu số công nghệ.fbnc.com. Xin cảm ơn quý vị.